Chào các bạn, hôm nay Mỹ phẩm Nga Phê Phúc xin giới thiệu với các bạn về các cái dòng dầu gội đầu hữu cơ của Natura Silvica ấy. Đây là những cái dòng gội đầu mà cao cấp nhất ấy. Và nó có những cái chứng nhận là tiêu chuẩn hữu cơ, như là tiêu chuẩn hữu cơ ICA này của Hiệp hội Cosmo Organic của 5 nước thành viên châu Âu ấy, gồm Đức, Ý, Italia, Pháp và Nga. Họ thiết lập ra để nhằm mục đích là bảo vệ cái lợi ích của người tiêu dùng cũng như là cái tính an toàn của sản phẩm. Trên vỏ hộp thì đều ghi là 99% là thành phần chiết xuất từ tự nhiên và hữu cơ này, và có những cái chứng nhận mà sản xuất với lại các cái thực vật hoang dã vùng Siberia này. Đây là cái dòng dầu gội cân bằng pH, và nó có tác dụng là thứ nhất là vừa để giúp cho các vấn đề về thải độc cho da đầu này, và ngăn ngừa ngứa và các vấn đề về kích ứng ngoài da đầu ấy. Thì nếu mà các bạn nào muốn mà cho da đầu khỏe mạnh và không bị gầu, bị ngứa thì có thể dùng sản phẩm này để thải độc và cân bằng pH cho da đầu này. Còn nếu mà trị gầu ấy thì là có cái dòng trị gầu riêng này. Đây là cái dòng trị gầu này, nó sẽ có cả một bộ trị gầu, thì gồm có dầu gội đầu và cả dầu xả. Còn đây là cái dòng dầu gội cho tóc dầu này. Nếu mà tóc bạn nhiều dầu và bết ấy, thường xuyên bị bết tóc ấy, thì cũng có thể dùng cái dòng dầu gội đầu này. Tất cả các dòng dầu gội đầu của Natura Silvica đều là dòng loại cao cấp ấy, thì đều là dung tích là 400ml và có những cái chứng nhận chất lượng của tiêu chuẩn ICA, và là đạt được những cái giải thưởng như là Best Green Cosmetic của năm 2012 này, do các hiệp hội hữu cơ bình chọn này. Dầu gội cho tóc dầu này, dầu xả cho tóc dầu này, dầu xả cho tóc dầu cũng là cùng kiểu đóng gói và cũng có những cái chứng nhận chất lượng như vậy, tương tự như vậy. Mã vạch thì đều có trên bao bì này, và các cái chiết xuất thì đều được ghi rất là minh bạch ở trên vỏ hộp, đều là những chiết xuất hữu cơ và cũng có những cái điều kiện bảo quản cho dòng sản phẩm hữu cơ từ 5 đến 25 độ C này. Các loại dầu xả cũng có dầu xả cho mọi loại tóc này, dầu xả cho mọi loại tóc đều là active organic này, chiết xuất hữu cơ này. Và có dòng nếu mà tóc bạn yếu và gãy rụng ấy, mỏng ấy, thì cũng có thể có dùng cái dùng dầu gội là phục hồi tóc yếu mỏng và gãy rụng. Có cả dầu xả cùng bộ này. Ngoài ra thì các bạn có thể, nếu mà nhuộm tóc nhiều ấy và tóc bị sơ ấy, thường thường là những người nhuộm tóc thì bao giờ cái kết cấu tóc cũng bị sơ khô và gãy rụng ấy, thì là chúng ta có thể dùng những cái dầu gội đầu cho tóc nhuộm và phục hồi tóc hư tổn ấy, và giữ màu tóc sẽ được lâu hơn. Đi cùng bộ với nó là dầu xả cùng bộ. Đấy, tất cả các sản phẩm này đều có những cái chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn của hàng hữu cơ này, và mã vạch rõ ràng. Dầu xả cho tóc khô này, và dầu gội đầu cho tóc khô. Đấy, tất cả những cái dòng này đều có những cái đều là không có chứa những cái thành phần như là paraben, SLS hoặc thuốc nhuộm hóa học đây. Tiếp đến là dòng dầu gội mà được rất là nhiều người ưa thích, đó là cái dòng mà hắc mai biển. Cái dòng hắc mai biển này thì nó cũng có hai loại, bên mình cũng nhập hai loại, đó là cái dòng mà cho tóc mỏng yếu và gãy rụng này, gồm một bộ gồm có dầu gội, dầu xả này, không tất cả đều là hàng hữu cơ này, có chứa rất nhiều cái tinh dầu và vitamin này, AEH này, và không có chứa các thành phần độc hại như là không có SLS này, paraben này. Còn đây là cái sản phẩm mà dầu gội đa chức năng này, nó có thể dùng cho tóc thường, tóc kích thích mọc tóc và tóc dầu nữa. Đấy, cũng là hàng trong bộ sưu tập của hàng hắc mai biển, và nó không có chứa các thành phần độc hại cho da đầu, không gây kích ứng và không gây ngứa và gầu. Đi cùng bộ với nó là dầu xả. Tất cả những cái sản phẩm này thì đều có tại website của công ty mỹ phẩm nga.vn ấy, thì các bạn có thể tham khảo hoặc là mua tại website của chúng tôi này. Ngoài ra thì là
ngoài cái dòng Natura Siberica truyền thống ra thì cũng có những cái dòng của vùng Kamchatka ấy. Đó là cái vùng mà có chứa rất là nhiều các cái loại cây mà dược liệu ấy. Ví dụ như là cây hoa giả tuyết này, hoặc là những cái loại khoáng chất Kamchatka này, đều là rất là tốt để trong cái vấn đề là cho vấn đề da tóc dầu tóc gãy rụng này, hoặc là thải độc cho da đầu này, kích thích mọc này và phục hồi tóc. Đây, tất cả những sản phẩm này đều có tại mỹ phẩm Nga Facebook, và nó đều có đi theo bộ của nó là dầu gội và dầu xả. Ngoài ra thì cũng có những cái loại ủ tóc cao cấp nữa, thì các bạn có thể tham khảo trên website của chúng tôi. Xin chào.